Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bí mật người nổi tiếng. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi các bạn nhé. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử của bà Lê Thị Nga, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Bà Lê Thị Nga, sinh ngày 20 tháng 12 năm 1964, là một nữ chính khách Việt Nam. Bà hiện là chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Việt Nam khóa 14, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam khóa 14, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, thuộc đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên. Bà từng là đại biểu Quốc hội các khóa 10, 11 tỉnh Thanh Hóa, khóa 12-13 tỉnh Thái Nguyên. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, bà hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Bà gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 29 tháng 11 năm 1990. Dân tộc Kinh, chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12-13, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa 13-14-15. Thành viên Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam, Ba Lan, Phó Chủ tịch nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam, đại biểu Quốc hội các khóa 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bà quê quán ở phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, bà hiện cư trú tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Trình độ giáo dục, phổ thông 12/12, cử nhân luật, thạc sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị, từ năm 1982 đến năm 1986. Học khoa Kinh tế Đại học Pháp Lý Hà Nội. Tháng 6 năm 1986 đến tháng 5 năm 1988, bà là cán bộ phòng văn bản Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa. Từ tháng 5 năm 1988 đến năm 1992, bà là cán bộ thư ký Tòa án Nhân dân thành phố Thanh Hóa. Từ năm 1992 đến tháng 12 năm 2000, bà là thẩm phán Tòa án Nhân dân thành phố Thanh Hóa, học cao học luật, đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa 10. Từ tháng 1 năm 2001 đến tháng 4 năm 2003, bà giữ chức Phó Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Thanh Hóa, đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa 11, tháng 5 năm 2002. Từ tháng 5 năm 2003 đến tháng 1 năm 2005, bà giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chủ tịch nước, học cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh từ tháng 10 năm 2003 đến tháng 10 năm 2006. Từ tháng 1 năm 2005 đến tháng 6 năm 2007, bà là đại biểu Quốc hội chuyên trách, Ủy viên Thường trực, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa 11. Từ tháng 7 năm 2007 đến tháng 4 năm 2016, bà giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa 12, khóa 13. Từ tháng 1 năm 2016, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, từ tháng 1 năm 2016. Từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 1 năm 2021, bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa 13. 14. Thành viên Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Chủ tịch Hội Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Ba Lan, Phó Chủ tịch nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam. Tháng 1 năm 2021 đến nay, bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa 14, 15, thành viên Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Chủ tịch Hội Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Ba Lan, Phó Chủ tịch nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam. Tháng 6 năm 2021, Hội đồng bầu cử quốc gia công bố trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.